Puka, Jin Tuấn Kiệt chính thức báo tin mừng sau một năm cưới. Puka, Jin Tuấn Kiệt là cặp đôi sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì VBiz. Khán giả đang chờ đợi hai vợ chồng báo tin đón thêm thành viên mới sau một năm cưới. Mới đây, Jin Tuấn Kiệt bất ngờ báo mừng đến người hâm mộ. Theo đó, nam diễn viên sắp sửa tái xuất trong phim chiếu Tết 2025 sau một năm vắng bóng màn ảnh. Dự án trước đó của chồng Puka là phim dài tập đề tài tâm lý, tình cảm, đóng cùng Hồng Ánh, Thanh Thúy. Ngày 21 tháng 10, Jin Tuấn Kiệt xuất hiện trong lễ khai máy của phim mới. Tại đó, chồng Puka diện áo thun trắng hách tuổi, gây ấn tượng bởi trạng thái tươi tắn, nụ cười tỏa nắng. Jin Tuấn Kiệt được khen ngày một phong độ, trẻ hơn tuổi thật. Được biết, phim mới của Jin Tuấn Kiệt được cầm trịch bởi đạo diễn Nguyễn Minh Trung của Kính Vạn Hoa. Ngoài ông xã Puka, dàn cast bộ phim còn có sự góp mặt của Võ Tấn Phát, Tình Tin Đồn Thúy Ngân, Võ Cảnh. Phim khai thác chủ đề hài hước, dự kiến chiếu Tết 2025. Trên các diễn đàn, fan Jin Tuấn Kiệt xem đây là tin vui lớn của thần tượng. Sau thời gian dài hoạt động ở sân khấu âm nhạc, tham gia các chương trình truyền hình, nam diễn viên đã tái xuất đóng phim trở lại. Trước dự án này, chồng Puka từng tham gia một số bộ phim ăn khách như Gia đình là số 1, Ngôi sao khoai tây, Ngôi nhà tin ám, 4 năm hai chàng một tình yêu. Thời gian gần đây, Jin Tuấn Kiệt vướng nghi vấn lên chức bố sau một năm kết hôn với Puka. Theo đó, bà xã nam diễn viên nhiều lần lộ bụng lùn lùn khi xuất hiện trước đám đông. Thời gian gần đây, Puka cũng ít tham gia sự kiện hơn trước. Giữa tin đồn có con, hai vợ chồng chưa lên tiếng xác nhận. Khán giả chờ đợi ngày cặp đôi báo tin vui đón thêm thành viên mới. Cả hai kết hôn năm 2023 sau nhiều năm bí mật hẹn hò. Theo dõi New 24 giờ để cập nhật những thông tin mới nhất.